Khui quà của Thanh đi. Ở trong này chúng ta sẽ có, đây là một cái postcard. Cảm ơn mọi người. Xíu xin chị biên tập đổi ghế. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Không, em là vậy á, kiểu như là buổi sáng thì buồn ngủ xong rồi từ chiều tới tối nó là mệt. What? Cái là cuối giờ. Em bị mệt mà em bị là cuối giờ. Bây giờ em tỉnh tới khuya, tới sáng cũng mệt quá. Sao bắt đầu buổi sáng thì em mới đi ngủ. What? Không có ai lên, tỏ tình của mình hết, bây giờ mình tỏ tình với nhau đi. Bây giờ em nó ok thì chị mới tỏ tình chứ không quê đó. Có mọi người làm chứng nha. Nói chứ buồn lắm mọi người. Anh ơi, mic anh ơi, là tỏ tình hết là không thể này rồi, đi dùng nó chọc vào đường đó. Hoặc là có mới ngồi có số thứ hai à. Không được mỗi người đâu.